Xin được chúc mừng em hoàn thành hai bài hát của mình. Thì về bài hát thứ nhất, bài hát không có nhạc đệm á, thì anh thấy được là em thể hiện được cái điểm mạnh của mình là có giọng hát sáng, khỏe. Hơn nữa là giọng hát em khi thể hiện bài thứ nhất là có một cái độ gọi là độ chua. Thì nó cũng cần thiết, cái yếu tố đó cũng cần thiết đối với một người ca sĩ ha. Thì em có ưu điểm như vậy và có nhấn chữ. Nhưng mà về cái âm trầm thì em hơi run ở âm trầm. Thì anh nghĩ là em nên tập thêm về âm trầm cho nó smooth hơn. Bài hát thứ hai thì em thể hiện tốt hơn. Anh thấy là em thu hút được khán giả. Các bạn vẫy tay cho em à, nữa. Và bài hát thứ hai thì từ âm cao em xuống âm thấp hơn thì nó smooth hơn. Nó không có bị nhiều trắc trở như bài trước. Rồi, chúc mừng em ha. Chào em. Ở cả hai bài thì em có một cái điểm đấy là ở cái phần đầu của bài ấy, em hát hơi nhỏ, đúng không, như kiểu là bị thiếu tự tin ở phần đầu bài ấy. Nhưng mà đến giữa bài và cuối bài thì em làm chủ được giọng của em và thực ra là em lên cao khá là tốt, khả năng lên cao của em khá là tốt, chỉ có ở nốt nhỏ thì em nên hát to hơn, cố gắng hát to hơn. Giọng em cũng khá là khỏe, nhưng mà em chú ý cái phần nhả chữ cho nó tròn, ví dụ như chữ nhé và chữ em. Thì chú ý phần phát âm của hai cái chữ đấy. Còn là chị thấy em biểu diễn rất là thu hút khán giả. Chúc mừng em. Anh chào em. Bài hát đầu tiên là bài Fall For You của Second Hand Serenade. Thì bài này là một bài yêu cầu có một cái flow trong giọng của em. Làm sao để... Mà đặc biệt là bài này thì chỉ có người Mỹ mới hát được, bởi vì người ta hát theo giọng Mỹ thì bài hát này nó mới trở thành bài hát này. Thành ra là nhiều khi em cần chú ý hơn trong cái cách phát âm tiếng Anh của mình. Nếu như em không cố gắng, em không nói được giọng Mỹ thì ít ra là nói gần giống như thế để có thể thể hiện được bài hát tốt hơn. Anh nghĩ là em có thể lên được khá cao, giọng em có một cái chút gì đó gai gai khi mà em lên cao. Nhưng bài hát số 2 em chọn thì lại quá thấp so với cái âm vực đó. Anh nghĩ là em, nếu mà em có thể chọn lại thì em nên chọn bài hát nào đó cao hơn để có thể thể hiện được giọng của mình tốt hơn. Bởi vì khi em xuống trầm thì cái gai đó mất đi. Và em, giọng trầm của em không tốt bằng giọng cao. Chính vì thế nên bài hát số 2 anh cũng nghĩ là em nên chọn một bài hát tốt hơn. Cũng giống như Hương nói là em nên phát âm đầy hơn. Bởi vì khi hát thì em nên mở mồm to hơn một chút. Thì cái âm nó ra nó sẽ đầy hơn. Khi mà em mở mồm quá nhỏ thì cái việc lấy hơi và việc thoát hơi cũng không được đầy cho lắm. Rất cảm ơn em tiết mục này. Cảm ơn. Cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Chào anh Dũng. Đây có phải là lần đầu tiên anh tham dự chương trình Project V không? Lần đầu tiên tham dự chương trình Project V. Là chương trình lần đầu tiên mình lên sân khấu. Như vậy thì khi mà trong quá trình lựa chọn bài hát để dự thi audition năm nay thì anh có tham khảo từ bạn bè hay là từ người thân gì không? Do mình nghe trên mạng, chứ không phải là hai bài. Tức là hai bài hát này anh lựa chọn? Vâng, vậy thì anh đã chuẩn bị trong bao lâu cho chương trình và trước khi năm nay? Thật ra thì hai bài hát này mình đã hát từ lâu rồi. Chương trình nhiều. Anh có hài lòng với phần trình diễn của mình đúng không? Thật ra là vì có một chút dâu rồi thì mình đầu tiên chúng ta sẽ. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn về phần trình diễn ngày hôm nay và hy vọng được gặp anh ở bên.